Thưa sư, vì sao chính Đức Phật cũng không thể độ cho cha ruột của mình xuất gia? Sư nhấn mạnh là câu hỏi sai nhé. Đức Phật không độ chứ không phải là không thể độ nha. Đừng có hiểu lầm nha. Đức Phật không độ chứ không phải là không thể độ nha. Từ bỏ gia đình trở thành một vị tỳ kheo ngay trong kiếp đó, dù cha ngài vẫn còn sống. Ngài đã độ được vợ con, bà Di Mẫu đều đi tu, nhưng vì sao ngài lại không đi? Vì sao cha ngài lại không đi tu? Dù Thế Tôn đã là một hình mẫu quá rõ ràng và cao cả, còn ngài đã lên trời tế độ mẹ ngài, nhưng vì sao cha ngài lại không đi tu theo ngài? Sư đưa ra một cái ví dụ như thế này ha, tức là đối với đại đa số mọi người thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì nên nên đi học đại học, cao đẳng hoặc là trung cấp nghề để mình có cái nghề để đi làm. Nhưng mà đối với một bộ phận ít người thì cái kiểu rớt đại học thì về nhà kế thừa chức giám đốc, thì cái kiểu đó đó thì họ cũng cái chuyện mà có vào đại học hay không, có vào cao đẳng trung cấp nghề hay không thì nó cũng không quan trọng. Nhưng mà nếu nếu vào thì nó vẫn tốt, nhưng mà cái nó không còn là cái cần thiết nữa. Hoặc như một vài trường hợp cực kỳ cá biệt như là trường hợp Bill Gates, thậm chí là bỏ học đại học, không cần học đại học ha. Và một vài cá biệt, một vài vị tỷ phú thì họ cũng không học đại học, bởi vì họ đã lập nghiệp và cái sự nghiệp của họ thì họ đâu cần phải học đại học gì nữa. Nhưng mà chúng ta không thể nào lấy đó làm hình mẫu để áp dụng cho số đông, để mà mình nói là thôi đừng có học đại học, mà đừng có học cao đẳng, đừng học trung cấp nghề. Bởi vì ngó đi mấy ông tỷ phú đó, mấy ông một vài cá biệt mấy ông tỷ phú, mấy ông đâu có học đại học đâu mà thì mình học chi đấy. Thì nên hiểu đó là một vài trường hợp cá biệt. Trong Phật giáo cũng vậy. Cái mục đích tối hậu ha, mục đích tối hậu đó là gì? Chứng đắc thánh đạo, thánh quả và nhập niết bàn. Nhưng mà đối với những người cư sĩ mà họ đã chứng thánh đạo thánh quả rồi thì họ đâu cần phải xuất gia chi nữa. Quý vị hiểu không? Cái mục đích xuất gia là để sống đời phàm hạnh và chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nếu như đã chứng đắc đạo quả rồi thì khi đó cái chuyện xuất gia hay không nó không còn quan trọng nữa. Cho nên bà Di Mẫu chưa chứng thánh thì bà cần xuất gia để tu tập chứng thánh. Bà Gia Du Đà La chưa chứng thánh cho nên bà cũng cần tu tập, xuất gia tu tập để bà chứng thánh. Các trường hợp khác thì cũng tương tự như vậy. Còn trong trường hợp Vua Tịnh Phạn, nhắc cho quý vị biết, Vua Tịnh Phạn là một vị thánh tam quả A-na-hàm. Và do Vua Tịnh Phạn đã chứng tam quả A-na-hàm cho nên cái chuyện xuất gia hay không nó không còn quan trọng. Ha? Chứ không phải là Phật không thể độ, mà là Phật không cần phải độ nữa, bởi vì đã chứng tam quả A-na-hàm rồi, tức là cái việc của ngài đã xong rồi. Còn Vua Tịnh Phạn có xuất gia hay không thì khi đó nó không còn quan trọng. Bởi vì mục đích xuất gia là để tu tập chứng đắc đạo quả. Và đương nhiên nếu như một vị thánh mà vị đó xuất gia thì đó vẫn là điều tốt, đó vẫn là điều tốt, bởi vì cái đời sống tại gia cư sĩ nó vốn dĩ nó rất là ô nhiễm. Nhưng mà đó không phải là điều bắt buộc nha. Và một lần nữa, đừng có đem thánh mà ráp chung với mình.
Tại vì mình cửa nào mà mình so với các bậc thánh, cho nên nếu như người tại gia cư sĩ mà muốn tu tiến trên con đường tu tập thì vẫn cứ phải xuất gia. Còn nếu như mà bản thân quý vị đã là thánh rồi nha, đã là thánh rồi thì cái chuyện quý vị có xuất gia hay không lúc đó tùy hỷ, thích thì đi, không thích thì thôi, không ai bắt.